Chào mừng tất cả các bác đang xem clip giới thiệu về sản phẩm mới của Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân Luxury rất là trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác một siêu phẩm. Đây là chiếc điện thoại Virtu Signature Golden Mi. Đây là một con máy nguyên zin nguyên bản chính hãng của Virtu, một con máy cực kỳ VIP. Và đây là một con máy mà nó được thiết kế hoàn toàn bằng tay tại Anh, và những cái chi tiết được thiết kế trên cái chiếc điện thoại này nhìn rất là tinh tế. Tất cả những cái phím bấm được thiết kế đó là bằng vàng, và những cái con ốc trên cái chiếc điện thoại này đều được thiết kế điểm vàng hoàn toàn, nhìn rất là sang trọng. Và em mời tất cả các bác cùng ngắm lại cái chiếc điện thoại này khi mà nó khởi động lên, một con máy cực kỳ VIP. Vâng, và đây là cái chiếc điện thoại mà nó được ra mắt vào năm 2015. Và mời tất cả các bác cùng ngắm lại một siêu phẩm của Virtu Signature Golden Mi. Đây là một sản phẩm mà được thiết kế với mặt kính là đá sapphire, chống trầy xước rất là tốt và thường sử dụng trên tất cả những mặt đồng hồ rất là cao cấp. Với thiết kế phối hợp cùng với da được phối là một loại da thuộc màu đen, nhìn rất là sang trọng. Và điểm nổi bật của con điện thoại này là những cái chi tiết, là những con ốc được đính trên cái chiếc điện thoại này, là những con ốc được đính bằng vàng. Tất cả những con ốc trên cái chiếc điện thoại này được đính là 45 con ốc, nhìn rất là sang trọng và nổi bật. Và em sẽ mời tất cả các bác cùng ngắm lại khi mà em gọi cuộc gọi đến vào trong cái chiếc điện thoại Virtu Signature Golden Mi này. Một siêu phẩm của Virtu. Đây là cái chiếc điện thoại được thiết kế rất là đẳng cấp. Vâng, các bác nào mà quan tâm đến chiếc điện thoại Virtu Golden Mi, một con máy nguyên zin nguyên bản chính hãng của Virtu, một siêu phẩm, hôm nay đã có mặt tại Kỳ Lân Luxury. Xin mời tất cả các bác gọi vào số hotline 0901 247 247 hoặc truy cập vào website kylanluxury.com. Tất cả những chi tiết về hình ảnh cũng như giá cả về sản phẩm, xin mời tất cả các bác truy cập vào website kylanluxury.com. Và em xin khẳng định đến tất cả các bác một lần nữa, Kỳ Lân Luxury chuyên bán hàng nguyên bản, nguyên zin, chính hãng, đẹp 95, 96, 97, 98, 99, line new và new. Pin sạc bảo hành vĩnh viễn cho tất cả các bác. Và bên em có giao hàng tận nơi cho tất cả các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này. Và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.